Bây giờ là thời điểm tốt nhất để mua Redmi Note 11. Nhưng mà quan trọng nó có đáng mua hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống để trả lời câu hỏi là bạn có nên mua con Redmi Note 11 vào giữa năm 2022 khi mà đã giá xuống rất là rẻ, chỉ dưới 4 triệu thôi, hay là không? Đầu tiên thì phải công nhận rằng là dưới 4 triệu chính hãng vào giữa năm 2022 thì Redmi Note 11 là cực kỳ ngon. Cái điểm thứ nhất là bởi vì máy này giá rẻ, hàng chính hãng, đến từ một cái thương hiệu có thể là niềm tin và có bảo hành 18 tháng, cũng như là những cái phụ kiện trong hộp ấy nó tương đối đầy đủ, một cái điều mà không phải máy nào trong tầm giá này cũng có được. Bởi vì mình biết là với mức giá nó khá là rẻ như này ấy, thì bỏ thêm tiền một vài trăm nghìn để mua thêm ốp lưng, mua thêm cổ sạc thì cũng là một cái vấn đề để ta có thể phải suy nghĩ thêm. Nhưng mà khi mua em này ấy, thì không. Đó, thì đó là những điểm có thể xem là bên lề thôi, nhưng mà nó cũng là những điểm cộng nhất định để khiến cho mình quyết định dễ dàng hơn và mua em này ngay từ ban đầu. Đó, so với rất là nhiều những cái máy khác ở trong tầm giá. Rồi, trở lại với điểm cộng thứ hai khi mà quay trở lại với trải nghiệm thực tế của máy ấy, thì thiết kế của Redmi Note 11 là tương đối chắc chắn. Mình có bóp như này hay là bể như kia thì cũng chỉ xê dịch chút xíu thôi. Máy lại còn có cả kháng nước, kháng bụi IP53 nữa, rất là hài hò luôn. Cầm nóng thì nhẹ nhàng, gọn tay. Và thực sự là khi mình cầm đi chơi và hỏi bạn bè xem là cái phiên bản màu đen, màu xám, dạng nhám hay là cả cái phiên bản này màu sắc khá là nữ tính và bóng ấy, thì đa số đều nhận được những cái phản hồi tích cực. Màu xám kia thì nó trầm tính mà nó phù hợp cho phái nam hơn, còn màu này thì nó phá cách hơn và có những hạt nhỏ li ti, có đổi màu nhìn khá là lấp lánh, khá là trẻ trung, đúng không? Tức là máy này thì nó đáp ứng được đa dạng cái đối tượng người dùng, vừa mắt vừa tay và cũng chắc chắn như mình đã nói. Thì với mình một con máy giá rẻ như thế là cũng rất là ưng ý rồi. Ok, vậy khi mà mở máy lên và dùng thì sao? Ta sẽ chuyển qua cái điểm thứ ba. Ngoài những ai cần kích thước hiển thị rất là lớn để mà giải trí hay để nhìn rõ hơn, ví dụ phụ huynh ở nhà chẳng hạn, thì Note 11 chỉ là 6,3 inch có thể là hơi nhỏ hơn so với những màn hình 6,6, 6,7 inch chẳng hạn. Ngoài những đối tượng đấy ra thì đây là một cái màn hình mình nghĩ tầm khoảng 9 điểm trong tầm giá, không hề nói quá đâu. Cảm giác vuốt chạm ở trên màn hình hay là từ hai bên mép, từ cạnh dưới cũng không có vấn đề gì cả, nó rất là mưa tay. Độ phân giải cao, Full HD Plus, tấm nền AMOLED màu sắc đẹp này, góc nhìn tốt, độ sáng hơi thấp một chút xíu thôi. Và tần số quét 90Hz cao, nên là vuốt chạm trên máy thì cũng thấy sớm hơn. Thì như vậy cũng sẽ là một cái màn hình mà chắc chắn mình sẽ không thể đòi hỏi thêm nữa cái tầm giá này. Tốt, ok, chuyển qua với điểm thứ tư là về hiệu năng thì sẽ có một lưu ý nhỏ ở đây. Bạn nên để ý, Snapdragon 680 cùng với 464, 4128 hoặc là 6128 thì thông số cấu hình như này, đặc biệt là cái bản 464 khoảng dưới 4 triệu về cơ bản là ngon. Chơi game thì vẫn được, kiểu liên quân ok, game nặng hơn như ở PUBG Mobile thì cũng khá là ổn. Nhưng mà lưu ý nhá, là những cái trải nghiệm cơ bản như là mở ứng dụng này, mở màn hình này, dùng những cái ứng dụng mà ta rất là hay sử dụng ấy, như là Facebook này, thì tốc độ phản hồi và hiệu ứng chuyển cảnh nó chưa được mượt mà cho lắm. Nhưng khi cảm thấy rõ là máy bị hơi lag và kiểu hơi bị khó chịu một chút xíu. Khi mà mình dùng Vivo T1X cùng cấu hình ấy thì mình cảm nhận được cái sự mượt mà hơn ở trên cái con máy này, nhà Vivo này này. Tầm khoảng 1 đến 1 năm rưỡi đổ lại thì Xiaomi chưa làm tốt cái vụ này cho lắm. Mình nhớ là trước đó họ làm vẫn ngon lành nhé. Nó không phải là tuyệt vời nhưng mà nó vẫn ok. Nhưng mà giờ ấy thì có phần là giảm đi. Thực ra mà nói là kiểu như nhiều người vẫn hay chia sẻ là nói đi thì cũng phải nói lại ấy. Thì em này vẫn có hiệu năng, theo mình là vẫn tốt rồi đấy. Chính hãng thì đa số khoảng từ 3-4 triệu thì thường là lag giật chậm dữ lắm, và em này thì như này là ok rồi. Chỉ là so với những thiết bị khác cùng cấu hình thì có thể là bạn nên lưu ý về những điều mà mình đã chia sẻ khi mà đặt lên bàn cân để mà so sánh, chọn lựa, cân nhắc chẳng hạn. Rồi, có thể là mình vừa hơi chê chút xíu ở cái mặt hiệu năng, nhưng mà lại quay lại trở lại với những cái điểm là mình cảm thấy hài lòng nhé. Pin em này thì dung lượng, cái thông số khá là đẹp, 5000mAh, nhưng mà một lần nữa khi mà so với một con máy cũng trong tầm giá là Vivo T1X cùng cái thông số ấy thì pin của Redmi Note 11 nó không được tốt bằng con bên nhà Vivo. Em này thì mình dùng vào khoảng là hơn 1 ngày, còn Vivo ấy thì cùng thông số sẽ dùng được khoảng là gần 2 ngày. Tốt đấy, nhưng mà có thể là chưa được khỏe cho lắm đâu. Đổi lại thì sạc rất là nhanh, mình thì không lo chính xác, nhưng mà với con sạc 33W tối đa ở đây ấy, thì mình thường sạc chưa đến 1 tiếng là cũng coi như là đầy rồi, sạc được tầm 20-30% về đấy. Nên là về cơ bản về pin thì mình cũng không có gì để mà chê cả, chỉ là một cái điểm nhỏ khi so với một con máy cùng cái thông số mà thôi, chứ mình thấy là rất là ok, thậm chí không muốn nói là sạc nhưng rất là thích, và khi mà dùng quen sạc nhanh rồi ấy, thì mới thấy là nó rất là đáng tiền. Rất là nhiều con máy giá rẻ thì sẽ không có cái điểm này, một cái điểm rất là tiện đến từ cái trải nghiệm sạc nhanh. Ok, chuyển vào cái điểm thứ 6 thì ta sẽ quay trở lại với mặt đất để chia sẻ những cái điểm thể hiện hoặc là ở cái mức ok trung bình, hoặc là ở cái mức thậm chí là dưới mức trung bình. Có thể nói là
chưa tốt cho lắm. Camera macro và ultra wide thì tất nhiên là chất lượng không tốt, có để mà trải nghiệm để mà dùng cho biết là chủ yếu thôi. Hoặc là những cái trường hợp cần kíp phải có camera rộng thì dùng cũng tạm được, nhưng mà chất ảnh thì trung bình yếu. Còn với camera chính thì sao đây? Nếu mà may mắn thì mình sẽ có một vài tấm hình khá là ổn. Nhưng mà nếu không ấy thì lúc mình thấy là ảnh nó kiểu cháy sáng, ảnh hơi bị đục, lúc thì lại tối om, không có nhiều chi tiết cho lắm. Còn khi vào trong nhà thì cũng chỉ gọi là đủ để lưu khoảnh khắc, chứ cái nước ảnh thì nó không được đẹp cho lắm, nhiều khi nó hơi kiểu cũng bị đục ấy. Và chụp đêm thì cũng tương tự như vậy nhé. Đây sẽ không phải là sự lựa chọn mà mình thích khi mà lựa chọn để chụp hình. Được cái điểm cộng sẽ là camera selfie, chi tiết tốt, ánh sáng ngon lành, ngược sáng mà vẫn lấy được mặt như này thì cũng khá là ok rồi. Dù mình biết là có một con máy khác làm tốt hơn ở trong cái trường hợp này, mà có thể là ở video sau mình sẽ tiết lộ ha. Nên về cơ bản thì camera của Redmi Note 11 nếu mà may mắn và ở những điều kiện ánh sáng tốt, chụp nó kỹ một chút xíu thì ok, còn nếu không thì bạn cũng không nên kỳ vọng quá là nhiều. Nó chuyển qua một cái điểm thứ 7 ấy, chúng ta có thể sẽ chê một xíu về con máy này. Mặc dù nãy giờ nghe khá là hoàn hảo đúng không? Bởi vì phần mềm ở đây MIUI 13.0.12 Android 11 là chưa có được cái sự ổn định nên có. Đa nhiệm thì chưa tốt, hay bị loạn lại ứng dụng, dù đôi khi mình chỉ dùng khoảng khá ít ứng dụng, khoảng 2-3 ứng dụng gì đấy thôi, nhưng mà vẫn bị mấy lần loạn lại như thế. Hay là một cái lỗi khác khi mà mình bật wifi lên ấy, thì máy sẽ không tự động kết nối đến những cái điểm wifi mình đã từng kết nối ở cái khu vực đấy, và phải cho đến khi mình bấm vào phần cài đặt và bấm vào chọn wifi thì nó mới kết nối đó. Thì một cái điểm mà mình cũng đang gặp phải trên con Poco M4 Pro đang dùng luôn, thì con này cũng bị đó, nó không phải thường xuyên như con kia nhưng vẫn có. Hay là đôi khi thì đang dùng máy bị đơ ra, tức là không thao tác được gì nữa, kiểu như dùng YouTube ấy, đang comment tự nhiên nó đơ ra. Đây là cái điểm mà theo mình nếu mà Xiaomi hoàn thiện để làm tốt, không cần phải tốt hơn những nhà sản xuất khác, chỉ cần tốt bằng, tốt tương đương thôi, thì cũng sẽ là rất là ok rồi, và sẽ khiến cho cái trải nghiệm của máy nó sẽ hoàn thiện hơn và thích hơn tương đối là nhiều. Thì đó, tất cả 7 cái trải nghiệm của mình với Redmi Note 11 vào giữa năm 2022. Và mình, như mình đã nói đấy, thì đã chọn mua cho người thân một con vì tự nhận định đó là những cái điểm cộng này đủ nhiều, đủ tốt để có thể bỏ qua những điểm trừ vẫn còn ở chỗ này, chỗ kia. Và với mình thì con máy này nó nên mua. Đó. Thì cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành đến đây, và đừng quên là có phần bình luận bên dưới để có thể cùng nhau chia sẻ những cái cảm nhận, những trải nghiệm khác nhau. Và có thể sắp tới mình sẽ làm một video với con Vivo T1X, bởi vì thực sự đây là một cặp mà nó rất là ngon ở tầm giá này. Đó. Hẹn gặp lại nha.